Xin chào mọi người, mình là Trịnh Thảo đến từ Sương Media. Thì hôm nay mình đang đứng tại chợ Long Tòng. Hôm nay mình thực hiện thử thách là sẽ cầm 100.000 để đi ăn vặt chợ Long Tòng. Mọi người cùng đi với mình nha. Let's go. Thì đây mọi người, ở đây có quán cháo bột này mọi người. Ở trên này cũng là một quán cháo bột nha mọi người ơi. Sau đấy thì quán này là quán bún. Mình đã từng qua đây ăn. Quán bún này rất rẻ nha, chỉ có 25.000 thôi một bát thôi. Tiếp này, tiếp đến này, tiếp đến là quán bánh mì nướng muối ớt. Quán này đã từng rất hot một thời nha mọi người. Ở đây nữa này, ở đây có bánh giòn nóng này. Đấy, ngoài bánh giòn nóng ra thì ở đây còn có cả đồ hầm nữa. Có rất nhiều món nha mọi người. Sau một hồi lượn một vòng xung quanh đây thì tôi đã quyết định là đi ăn cháo bột mọi người ạ. Bởi vì tôi muốn quay lại tuổi thơ. Mọi người đi cùng tôi nha. Quán mà tôi muốn dẫn mọi người đến ăn chính là quán này. Quán này thì từ bé đến lớn lúc nào tôi cũng ăn ở đây hết ý. Ngày xưa mà hồi tôi còn bé ấy, mỗi lần mà mẹ đi chợ ấy là tôi dặn mẹ qua quán này mua cháo cho tôi ăn. Đến bây giờ thì tôi lớn rồi, tôi tự ăn được rồi và tôi sẽ mua về cho mẹ tôi ăn nữa. Đấy, mọi người và ăn cùng tôi nha. Bây giờ thì tôi sẽ ăn thử nha mọi người. Vẫn còn hơi nóng mà vừa ăn vừa thổi. Có một cái mẹo để ăn cháo mà không bị nóng là mọi người hãy gạt cái lớp bên trên để ăn trước. Đừng ai đảo từ dưới lên ăn nha. Đấy. Vẫn là một hương vị cực kỳ tuổi thơ mọi người ạ. Y như cái lần mà mẹ tôi mang cháo mua từ chợ về cho tôi ăn ý. Thêm một miếng quẩy thế nào. Quẩy nó ngậy ngậy, nói chung là nó béo béo. Xong rồi là quẹn với cháo. Tôi thấy thật sự luôn, tôi thật sự không phục ai nghĩ ra cái món này. Rất là ngon. Ăn mãi không hết. Bát cháo 10.000 mọi người ạ. Đéo tin. Thật sự cầm 100.000 đi mà nghĩ là sẽ không đủ đâu. Nhưng mà mới khởi đầu có 10.000 thôi thì không biết ăn đến bao giờ, với lại hết 100.000 nữa. Nhưng mà thôi cứ ăn trước nha. Địa chỉ là chợ Long Tòng, nhưng cái quầy cháo thứ hai. Quầy cháo thứ hai với là chuẩn. Cái quầy cháo mà tuổi thơ tôi ăn và đến bây giờ tôi vẫn ăn. Cái quầy cháo thứ hai nha mọi người. Nhớ đấy. Nên vừa ăn cháo hết 10.000, bây giờ còn 90.000. Và tôi nghĩ là nên ăn thêm bánh mì nướng muối ớt ở quán này. Quán này cực kỳ ngon, bánh mì cực kỳ ngon luôn ấy mọi người. Tôi sẽ gọi một suất bánh mì nướng cay, bởi vì tôi rất thích ăn cay. Gọi thêm một chiếc thịt nướng siêu to nữa. Ok. Tên, mọi người nhìn trông có ngon không? Tôi vừa gọi thêm chai chả mót bởi vì sợ là nếu mà ăn mỗi bánh mì không ấy thì nó bị khô. Đấy, uống nước trước nha, uống nước cho đỡ khô họng. Thấy cô ý bảo đây là chả mót, tôi chưa uống bao giờ. Thế nên là gọi uống thử. Chắc là tí hết thử thách sẽ mua thêm mấy chai nữa nha. Nó kiểu chua chua ấy, như kiểu chả quất ấy mọi người ạ. Khá là ngon. Bây giờ tôi ăn thử bánh mì. Lấy bánh mì này, ruốc này, với lại bỏ khô. Bánh mì rất là giòn, mà cái lớp sốt bên ngoài ngậy béo béo. Không, một cái suất bánh mì này ấy, thì nó có ruốc này, bò khô, xúc xích, tất cả đều được thái rất nhỏ nha mọi người. Nói chung là rất là nhỏ rồi. Cái thịt nướng này tôi gọi thêm chứ nó không kèm ở trong suất ăn đâu nha. Có thêm cả dưa chuột, ăn cho đỡ bị ngấy.
Nói chung là tôi thấy khá là đầy đặn. Nếu mà một mình tôi ăn thì ok. Một mình tôi ăn thì chắc là không hết nữa cơ. Cái sốt này tôi ăn thấy có vị ngọt ngọt, kiểu ngậy ngậy ấy. Tôi cảm giác như là nó được làm từ bơ mọi người ạ. Bơ sữa. Ăn cái này về không tăng cân chắc luôn. Thật sự. Quên mất chú thịt xiên. Đợi tí nha. Thịt xiên mềm mà muốn tôi là hơi to. Đúng là gọi cái thịt xiên siêu to thì nó rất to thật. Vị vừa là vừa phải. Một suất bánh mì không tôi nghĩ mọi người ăn thế là vừa ấy. Không phải gọi thêm đâu. Gọi thêm mình bị nhiều quá. Một cái suất bánh mì này thì chỉ có 15.000 thôi mọi người ạ. Nếu mà mọi người gọi thêm thịt nướng thì là 10.000. Là 25.000. Tôi lại còn gọi thêm một chai nước nữa là 10.000 nữa. Từ từ đợi tí. 35.000 cho cái bữa này của tôi. Thế là vẫn còn thừa tiền nha. Vẫn còn chưa hết tiền. Nghĩ xem tí ăn gì tiếp. Vừa lấy ăn bánh mì xong còn tưng đầy tiền. Chúng mình đi tiêu tiền tiếp nha mọi người. Đi tiêu tiền tiếp nha. Và địa điểm tiếp theo mà tôi chọn để tiêu tiền ý chính là quán tiết này. Sau khi đã pha được một bát nước chấm rất là ngon thì tôi hồi hộp để thử. Nào, lấy một miếng tiết nào. Tiết mà không chấm cái gì thì ăn nó bị nhạt nha mọi người. Nhớ phải pha đồ chấm nhé. Tiết nó ướt ướt. Nói chung là tiết không hề bị khô. Ăn nó ướt mà kiểu nó không bị. Nói chung là có nhiều lần mà tôi ăn tiết ở chỗ khác ấy, nó bị như kiểu là quá là khô ấy. Nhưng mà tiết ở đây ăn ok ấy, mọi người. Không bị đắng quá nữa. Không bị đắng quá. Ăn rất là vừa miệng. Xong rồi lại còn chấm thêm cả cái nước chấm mà tôi vừa pha nữa. Siêu cấp VIP Pro. Ngon. Ăn cái tiết hầm này thì lá ngải bao giờ cũng là linh hồn cho món ăn đấy mọi người ạ. Bởi vì biết sao không? Bởi vì là tất cả những cái tinh hoa trong cái bát này thì nó đều ngấm vào cái lá ngải mọi người ạ. Ăn lá ngải mới cảm nhận được rõ vị của cái bát tiết hầm này nha. Tất cả những cái gì mà cô bán hàng nêm nếm vào đây ấy thì nó đều vào trước lá ngải này. Thế là một buổi chiều ăn vặt ở chợ Long Tòng kết thúc và tôi còn 45.000 trong tay này mọi người. Thế là thành công hay là không thành công nhở? Tôi nghĩ là thành công bởi vì ăn mà còn được thừa tiền mang về thì là một thành công rồi. Nếu mà mọi người mà cầm 100 đi thì tôi nghĩ là nên đi 2 người. Nếu đi 1 người như tôi thì cầm 50 ăn đủ rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video này của mình thú vị thì hãy like và share, subscribe kênh Sướng TV của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye bye.